bên này con ra huyết, con phải lên từ vũ khám. Con có đi khám. Nói thì thế cũng yên tâm. Ngày nào cũng về hỏi con nay sao, cũng vẫn còn ra huyết mẹ. Cái đến ngày thứ ba tôi rình, tôi thấy có cục huyết. Không được rồi, đi ngay lên từ vũ cho mẹ, lên tức khắc. Cái nó nói có gì phải gấp gáp như thế hả mẹ? Bây giờ tối rồi lên nó cũng đâu có làm cái gì đâu, cho con ngủ ở nhà đi rồi sáng mai con lên. Không, con cứ lên đó mà ngủ. Dứt khoát tôi bắt đi. Vừa lên đến nơi thì bắt đầu thế là con dâu chuẩn bị vào mổ cấp cứu. Cho nên lúc đó là tôi giận lắm. Giận là bởi vì nó cũng mạnh mẽ mà nó không biết sợ. Cho nên lúc mà nó đến phòng mổ cái là tôi ra cái đài của cái Phật bà trong Tử Vũ ấy, tôi giái. Mẹ lo quá, mẹ không biết làm sao, bây giờ tôi cứ quỳ ở đó. Trời thì trời mưa rất to, tôi cứ quỳ ở đó. Tới hôm nay nhân cái dịp này ấy, là tôi mới nói cho nó nghe đấy. À vậy à, không đi lo chứ. Thì tại vì ai cũng lo lắng hết. Thì không có biết là mẹ quỳ ở dưới trời mưa như vậy. Một hình ảnh một người mẹ mà quỳ suốt trời mưa cầu nguyện như vậy. Cái ngày mà phát hiện ra cô ấy là con dâu tương lai của mình thì cô nghĩ như sao? Lúc mà con trai tôi về nói mẹ, con làm bạn với Thanh Phương. Thanh Phương thì mẹ ok liền. Bởi vì mẹ đã dạy là 20 năm rồi, cho nên là mẹ hiểu được cái tính nết cũng như được cái nhân cách của cô bé này, cho nên mẹ ok, con cứ việc tiến tới. Còn không tiến tới được thì mẹ tiến dùm cho. Khi mà em vô cái môi trường cấp 2 á, thì lúc đó là năm lớp 6. Em với ông xã là họ là bạn học chung lớp luôn. Ông xã em làm lớp trưởng, còn em á, thì thuộc dạng làm quậy ở trong lớp, cho nên là thường xuyên bị lớp trưởng ghi tên trên bảng á. Thì lúc đó là má em không có dạy, nhưng mà má em là giữ khét tiếng của cái trường đó. Lúc nào á, má em đi tới đâu á, là xách một cái cây dài vậy nè, rồi lê từ phòng giáo viên á, mà xuống tới lớp á, là đi tới đâu là học trò nó dạt hết. Thì lúc đó là lớp vắng tiếng, má thấy là cái sao mà cái lớp nữa nó ồn quá thì mới xách cây đi xuống. Má em vô thì nhìn lên bảng thì thấy tên của em á, là có 4 lần ghi trên bảng, có nghĩa là nói chuyện mà liên tiếp luôn không ngừng á. Thì má em mới kêu lên nói là con Thanh Phương là con nào. Thế là em mới lên thì má mới nói là cúi xuống, bây giờ 4 lần ghi lên bảng là phải đánh 4 cây. Thế là em khóc, cái má em nói là thôi bây giờ là tôi cho mắc nợ nha, bây giờ đi xuống dưới lần sau mà tôi còn thấy nữa là tôi đánh. Thì đó là ấn tượng đầu tiên của em đối với má. Khi về nhà tiếp xúc lại với mẹ chồng á, thì thấy là ở nhà mẹ một tính cách là một con người hoàn toàn khác. Em cảm thấy yên tâm, không có gì phải sợ. Chắc có lẽ hai người cũng hiểu nhau quá nhiều đúng không? Nên về nhà khi mà làm dâu với làm mẹ chồng thì nó dễ hòa hợp hơn. Mình hợp nhiều không cô? Hợp nhiều, ai cũng dám nói dám làm. Như vậy thì mâu thuẫn nhau cũng từ chỗ này. Thì có những lúc ông xã chị ổng nhậu say nhậu xỉn rồi không có rước chị hay là như thế nào đó, thì về giận nhau thì má lúc nào cũng đứng về phía chị, và thậm chí là la, và có khi là cũng đánh ông xã. Lúc nào má cũng binh vực chị. Cô đánh con trai luôn á hả? Đánh chứ. Đánh vì đối xử con dâu không tốt hả? Không, không hoàn thành nhiệm vụ trong nhà. Cái hoàn nhiệm vụ là hôm nay vợ không đi xe thì phải lên đón, mà không phải là nó nằm gần đâu, nó nằm mãi Đồng Nai, mà nó về là cái chỗ nó đó là đâu, ở Bình Thạnh ở đâu gì tôi không có biết ở đâu. Rồi ở nhà say ật ra, mà giờ bỏ vợ như thế thì không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái đó là phải đánh, tôi đánh đấy. Bái phục. Cái mâu thuẫn cùng chung cái tính mà gây ra mà làm cho tôi bực lắm luôn á, bực nhất luôn á nha, bực thiệt bực luôn á. Là như thế này, con dâu tôi thì nó năng động, nó thích đi làm việc xã hội lắm. Mùa hè xanh hay là đi từ thiện, các nơi đó nó tích cực lắm. Thì tôi ủng hộ cho nó, mẹ rất ủng hộ con cái việc để con ở nhà cho mẹ trông, đi thoải mái. Nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe. Tôi giận nhất là cái lúc mà có bầu cái thằng bé thứ hai. Lúc đó là nó đi làm cái vụ là trung thu cho những cái bé nghèo. Nó vật vã, nó đi, nó đến mấy cái nhà nó xin đầu tư đó. Con đi ít thôi, con đang có bầu đấy. Mẹ ơi, bên này con ra huyết, con phải lên từ vũ khám. Con có đi khám. Nói thì thế cũng yên tâm. Ngày nào cũng về hỏi con nay sao, cũng vẫn còn ra huyết mẹ. Cái đến ngày thứ ba tôi rình, tôi thấy có cục huyết. Không được rồi, đi ngay lên từ vũ cho mẹ, lên tức khắc.
Cái nó nói có gì phải gấp gáp như thế hả mẹ, bây giờ tối rồi lên nó cũng đâu có làm cái gì đâu, cho con ngủ ở nhà đi rồi sáng mai con lên. Không, con cứ lên đó mà ngủ, dứt khoát tôi bắt đi. Vừa lên đến nơi thì bắt đầu thế là con dâu chuẩn bị vào mổ cấp cứu. Cho nên lúc đó là tôi giận lắm. Giận là bởi vì nó cũng mạnh mẽ mà, nó không biết sợ. Vừa đến lúc mà nó đến phòng mổ cái là tôi ra cái đài của cái Phật bà trong Tử Vũ tôi giái. Mẹ lo quá, mẹ không biết làm sao, bây giờ tôi cứ quỳ ở đó. Trời thì trời mưa rất to, tôi cứ quỳ ở đó. Tới hôm nay nhân cái dịp này á, là tôi mới nói cho nó nghe đấy. À vậy à, không đi lo sức khỏe cho mình mà chờ tới như vậy em. Dạ tại vì lúc đó thì cái chương trình trung thu nó tới rồi. Như là mình chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi đó anh. Thì hơi ráng thêm một ngày nữa cho nó xong. Lúc đó thì tại vì ai cũng lo lắng hết. Thì không có biết là mẹ quỳ ở dưới trời mưa như vậy. Một hình ảnh một người mẹ mà quỳ suốt trời mưa cầu nguyện như vậy. Nhưng mà mẹ em là người Bắc còn em là người Nam, chắc cũng có nhiều cái chuyện mà nó không hợp nhau. Ba nhà em thì miền Nam chính gốc luôn cho nên là nấu ăn ngọt lắm. Thì qua bên nhà má chồng thì má chồng là người Bắc, ăn thì thường lại ăn những cái món luộc. Canh thì cũng không có nêm bột nêm mà chỉ là những cái rau củ quả nó ra chất ngọt thì thêm miếng muối là ăn. Thì lúc mà em qua em nấu cơm thì ba chồng không ăn được. Thì má chồng cũng có nhắc khéo là con bỏ ít đường lại, nhưng mà nhiều khi cũng quen tay. Sống một thời gian thì má chồng cũng quen cái ngọt của em và em cũng quen luôn cái lạc của má chồng. Thì nó hòa nhịp lại với nhau thì em thấy cũng ổn. Cô ơi, ở nhà ai là người nấu ăn chính hả cô hả? Cô là người nấu ăn chính. Cô làm nhiều việc lắm, vừa đi làm nhà nước, vừa làm oxy, vừa làm bảo mẫu. Mà cháu thì nó nuôi một kiểu của nó, mình nuôi kiểu của mình. Mình thì mình chỉ cần là nó phải ăn cái gì cũng phải là phải no bụng. Còn nó thì nó không có quan niệm như thế. Nó bây giờ chỉ cần ăn đúng thôi, không cần ăn no mẹ ơi. Chồng nó mới nói, bà cho nó ăn cái nó gan cái bụng nó ra, nó không hẹp lại được, rồi nó thành cái thằng bụng phệ luôn á. Thế nó giờ thì mẹ biết rồi, thôi mà con của con cho nó ăn đi. Mẹ khỏi cho. Nó là giỏi á hả? Đúng rồi, giỏi. Có giờ mà em giận mẹ chồng nó lâu không? À, dạ cũng có. Em thì cái tính em hay thù dai á, cho nên là em hay để bụng nữa. Thì có một lần á, dọn một cái bàn ăn ra thì má em á, là ở nhà có nuôi thêm mấy đứa cháu nữa. Má em lại mời cơm mấy đứa cháu mà không có nói gì tới em hết. Giống như nói thôi tụi bay ăn đi hay là gì đó, thì má cứ là cho chăm chút cho mấy đứa cháu nhiều hơn. Thì tự nhiên mình cảm thấy mình tủi thân quá trời luôn. Mình nói là tại sao mình lo lắng cho má nhiều như vậy á, mà lên tới bàn ăn mà má không có để ý gì tới mình hết. Cho nên là giận. Vậy giận thôi đó hả? Dạ, chuyện rất là nhỏ nhưng mà tại vì do là mình là cái người mà hay để bụng á. Ủa cô, con nghĩ là cô quên hay là cô... Cô cũng không nghĩ là nó buồn như vậy. Không, chắc giờ mẹ mới biết. Giờ mới biết đó chứ. Ủa? Cô cứ nghĩ rằng nó thì bề nào nó cũng còn có chồng nó, còn có cha mẹ. Còn những cái đứa cháu mà nó từ ngoài Bắc vào đây nó ở với cô thì đơn giản là nó chả có ai. Cái tính nết của nó thì cô biết, cô cứ nói là vào ăn đi cháu. Nếu mà cô mà biết nó vậy thì nói Xuân ăn đi con. Thì chắc là em ấm đúng không? Cô nghĩ rằng nó lớn hơn thế rất là nhiều. Nó hiểu. Thì cái đó chắc không sao đâu. Hèn đâu mà giờ con tôi buồn. Chuyện chút xíu mà giờ mới thấy nó buồn. Thương ghê. Lúc mà chị mới về nhà thì mẹ chị với chị rất là hợp nhau. Sau này có em bé thì thường hay đụng độ về những cái cách dạy á. Có thể là từ lúc đó là hai mẹ con có những cái khoảng cách nhất định. Và từ từ là chị cảm nhận được là có những chuyện mẹ không có chia sẻ với mình nữa. Có những cái dự án mẹ không nói trước với mình. Và mẹ tự ý mẹ làm luôn. Cũng có một công ty đa cấp tới họ mời mẹ làm việc cộng tác viên với mẹ. Thì họ nói họ mời chào dữ lắm. Nó đánh vào cái tâm lý của người lớn tuổi, người ta thích kiếm tiền nhanh á. Thì mình nghe qua là mình đã thấy nó không ổn rồi. Nó dụ mẹ, mẹ sợ mình cản mà. Mẹ không nói. Xui cho cái thằng đó là nó lại gặp chị ở một chỗ khác, rồi nó không nhận ra chị. Thì chị là cái thằng này hôm bữa nó tới nhà mình rồi, mình thử tới mình tìm hiểu riêng nó thử coi sao. Thì tới tìm hiểu thì nó đang nói chuyện với một người khách hàng của nó. Thì nó gặp thì mình nói, em đang bán cái gì vậy, có thể cho chị biết được không? Thì nó ngồi nó nói, nó khui ra nó nói. Mình nghe qua là mình thấy nó đã lường gạt, nó là một cái nhóm lường gạt rồi. Thì mình mới giả bộ mình nói là chị là con dâu của cái cô dùng đó, hôm bữa em tới chơi đó. Thì mẹ chị có mua chưa vậy em?
cái đó là trời ơi, mẹ chị ủng hộ em quá trời rồi mà chị còn lo sợ cái gì nữa, mẹ chị ủng hộ bao nhiêu rồi. Thì nó nói là dạ hơn 100 triệu rồi chị. Thì lúc đó là chị không lung bung lỗ tai rồi, bây giờ mình phải nói với mẹ như thế nào để cho mẹ biết mà dừng lại mà không dấn sâu vô nữa. Nhờ ông xã ông nói giùm. Thì sau đó thấy im, nghĩ là mẹ ok, mẹ hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng mà sau đó nữa thì lại biết là mẹ lại thêm vào đó nữa. Thêm mớ nữa. Thêm một mớ nữa. Cô chủ yếu là cô chăm sóc sức khỏe cho cô với cho con gái cô nó bệnh tim. Chứ cô không, cô chưa tính tới cái lời. Cô không có mạng tới cái lời của nó, tôi không có làm ăn. Thực ra trong nhà thì nó, nhà tôi thì nó lại thoải mái này. Tiền ai nấy xài, không đụng gì tới ai cả. Ai muốn làm sao thì cứ trong cái khoản của mình mà làm, đừng có để nổ nợ ra gia đình là được. Cái đó là dứt khoát, không là không. Giờ này tụi nó cũng bắt chiếc nhỉ, tiền ai nấy xài. Tiền cho khỏe ha. Hai vợ chồng nó mua được cái nhà trong chung cư, cũng giúp con này kia cái nợ đi mua được cái nhà trong chung cư. Thì mình nghĩ là mình cũng đối xử tốt với con mình, chắc là nó cũng chưa có ra đâu. Không có, nó được cái nhà rồi nó, hai vợ chồng nó hổ hởi nó chuyển. Trời ơi, nó cong lưng, nó kêu rồi ngồi đến này. Chuyển kinh khủng. Không nghĩ gì tới mình nghĩ gì chứ. Cái nó đi rồi xong mình ngồi nghĩ, ủa sao mình buồn dữ. Tự nhiên con cháu mình cái đem đi hết, nó đem đi hết. Nói thằng con trai, ôi giờ mày đem vợ mày đi thiệt nữa đấy hả? Chứ giờ không lẽ rồi vợ con muốn đi rồi làm sao? Tao nuôi mày từ đó giờ mày không nghĩ gì, xong bây giờ vợ mày kêu đi cái mày đi. Vậy chứ bây giờ mẹ muốn con làm sao? Thì mày đi, vợ mày đi. Chứ nói như sao giờ? Cái ngồi buồn, buồn ơi là buồn luôn. Nó nói trời ơi, mình cũng thương con dâu. Thực sự là nói là con dâu chứ tôi thương nó như con gái. Cái lý do tại sao em không bàn bạc nói chuyện với mẹ chồng trước? Khi mà em có ý định ra riêng á, là tại ông xã em là con một, cho nên là em nghĩ cuộc đời là sẽ ở nhà đó suốt đời rồi. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì tự nhiên em suy nghĩ là ông xã em phải trưởng thành lên một chút. Ở nhà thì ba má em á, là do là thương con á, cho nên là làm hết trơn à. Thì em muốn là bây giờ nếu mà mình tách ra riêng á, thì ảnh sẽ cảm thấy là ảnh có trách nhiệm hơn. Thì lúc đó là có xuống xin phép ba má. Ba má đồng ý thì em mới đi kiếm nhà. Ba má không có nghĩ là tụi em dọn ra nhanh như vậy. Tất cả là em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Nghĩa là em đi coi một số chỗ rồi. Là sau đó em mới về em xin phép. Thì khi mà được má đồng ý thì em cũng không ngờ là má đồng ý luôn. Tại em nghĩ là má sẽ không có đồng ý. Cái vấn đề đó là không phải ra riêng, không ra riêng. Ra riêng thì ông bà đồng ý là đã hỗ trợ đi mua nhà đúng không? Nhưng cái thái độ khi đi ra đó, ra cũng có vui mấy, cũng hơi buồn xíu trời. Sao ba mẹ cũng buồn quá. Sao trời ơi, con thiệt con ra là cũng đứt ruột lắm ba mẹ ơi. Cũng phải thấy, quan trọng là thái độ đúng không cô? Đúng vậy. Thấy chưa? Lúc đó em có thấy thái độ mẹ chồng với cha với ba mình buồn không? Em không biết. Vui quá rồi đó. Vui quá. Coi như ra thoát được là mừng lắm á. Coi như chim đủ lông đủ cánh rồi đó. Bây giờ không có cần cái hang bà già nữa đâu. Không, vẫn phải cần. Phải cái cần á. Tại vì hai vợ chồng đi làm 7-8 giờ mới về thì con phải là ông bà thôi. Thì nói chung cái cần này nó cũng không quan trọng lắm. Nó còn nói thế này chứ, con muốn chuyển nó về cái trường gần con, chuyển sát nhà cho nó tự đi bộ. Còn có niềm vui cuối cùng mà chuyển luôn nữa. Nở lòng nào vậy em? Cái đó là ông xã em. À, bây giờ mình tiếp tục mình nghe con trai cô nói cái gì nha. Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ đừng có làm lụng nhiều, đừng có suy nghĩ nhiều. Cứ sống vui tươi, thoải mái với lại con cháu trong gia đình. Với bà xã thì anh cũng mong muốn em là trong cuộc sống thì có những cái gì đó mà không hài lòng về gia đình, về anh thì hãy chia sẻ, chứ đừng để trong lòng. Khi chia sẻ hết thì mọi chuyện sẽ vượt qua. Tính mẹ rất là hay lo lắng. Mẹ lo những cái đáng và những cái không đáng luôn nữa. Tới giờ cơm á, tới đúng 4 giờ là phải ăn cơm. Mấy đứa con nít mà ở nhà 4 giờ mà chưa ăn là bắt đầu bà nội gào thét lên là rồi đến 5 giờ là phải tắm. Cứ như vậy, giống như là quân đội vậy đó. Cũng có những lúc mà tụi nó chưa đói chẳng hạn thì má la lên á, thì má cũng sẽ không có được vui. Thì cho nên là em mong muốn là má là bớt lo những cái chuyện vặt đó lại. Còn có một cái điều gì phiền phức mà em cũng nói với mẹ má trong ngày hôm nay nữa không? Dạ, có một điều á, là làm cho em rất là hối hận á.
mà thật ra là má em bị một căn bệnh rất là nặng, nhưng mà má không nói cho ai nghe hết. Má cứ ấp ủ trong người như vậy, rồi cứ tự đi tìm cái cách để chữa. Hiện tại bây giờ là má đã hết rồi, nhưng mà khi má hết rồi má mới nói. Lúc đó là má phát hiện ra một khối u trong người. Đi tới bác sĩ người ta kiểm tra thì nói là u ác tính. Thì má biết là cái sức khỏe của má là không thể nào xạ trị được, cho nên là má cứ cứ đi tìm thuốc nam rồi thuốc bắc rồi này kia má cứ uống. Sau khi chữa khoảng 1-2 năm á, thì kiểm tra lại thì bác sĩ nói là khối u đó hiện tại là nó đã gom lại và không còn phát triển nữa. Thì lúc đó má mới nói má bị như vậy. Thì lúc đó em buồn ơi là buồn luôn. Em nghĩ là mình thương má như mẹ mình á, mà những lúc như vậy má không có nói với mình. Nếu như mà má có bị cái gì, má chết hay là như thế nào thì đó là em rất là hối hận. Em rất là buồn như vậy, cho nên là em mong muốn là sau này má cái gì cũng chia sẻ với con cái. Nếu mà không nói được với em thì cũng có thể nói được với ông xã. Cái bệnh nó rất là đau, có con cái ở bên cạnh thì má sẽ đỡ phần nào cái đau đớn đó. Những cái chuyện quan trọng gì mà sao cô không chia sẻ với con cháu? Không được, bây giờ tôi nói cho nghe. Bây giờ là cái bệnh ung thư thì làm sao mình chia sẻ với tụi nó? Thứ nhất chỉ để tụi nó lo ra thôi, chứ tụi nó đâu có chia sẻ được cái gì. Bạn bè cứ nói tại sao bóng nói thì mọi người làm được cái gì? Bởi vì xạ là khó có thể nào mà sống được lắm. Tôi mới hỏi xạ bao nhiêu tia? Nó nói ba mấy tia. Bao nhiêu tiền một tia? 15 triệu một tia. Cái tôi hỏi mấy tia thì chết. Nó nói hên xui, tùy từng người. Nói chung đây là một người rất là bản lĩnh. Thông qua câu chuyện này thì cô có mong muốn con dâu và con trai của mình làm thay đổi điều gì không cô? Muốn chứ. Dạ. Tôi chỉ mong muốn là hai đứa con hãy thương em như bây giờ mẹ đang ở với các con. Cho đến khi nào mà mãn đời mẹ, các con thương em y chang như vậy. Mẹ không dứt khoát, không để các con lo một tí nào. Bởi vì tôi mà ngấp ngáp một cái là tôi đi cái chỗ của tôi rồi. Cô đi đâu vậy? Cô chỉ thích lên một ngôi chùa nào xa thiệt xa cô ở. Chết tại đó luôn. Trời, cô làm gì lỡ ở nhà còn lo co thêm. Con cháu lo nữa cô. Con cháu nó không lo, nó nói vậy cho con cháu buồn. Nó nói buồn thì mẹ chết, đương nhiên cái con buồn rồi. Chết ở đâu cũng buồn, chết trên tay các con còn buồn hơn nữa. Thôi, nếu nói chuyện giá chốc đây mệt quá. Cô khỏe lắm ha. Một người cá tính rất là mạnh mẽ. Anh nghĩ rằng là hai vợ chồng cho dù có ở riêng đi nữa thì cũng phải quan tâm, chăm sóc, để ý tới mẹ cha chút xíu ha. Mình hứa gì với mẹ đi. Con với em Út bây giờ là đã rất là yêu thương nhau rồi, cho nên là má cứ yên tâm. Một cái đó là ok rồi. Con không chấp nhận má lên chùa đâu. Rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng những cái ôm chặt đó, những sự chia sẻ từ nãy giờ đó, chúng ta vẫn ghi nhớ, hãy chia sẻ nhiều hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn cô với lại em đã tham gia chương trình. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình hạnh phúc và mãi mãi bình an cô nhé. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho cô. Con cũng có phần quà dành cho cô. Dạ đây, đây là Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, em xin tặng chị là Natto Gen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Lúc đó kêu để đợi xíu anh gọi về cho má đã, tối nào cũng gọi về hỏi thăm nói chuyện cho má đỡ buồn á. Nói má ơi, con có quen nhỏ này nè, mà giờ nó có chồng, nó ly dị rồi được không? Thì lúc đó nghe qua điện thoại là má kêu chứ mày có điên không mày? Biết bao nhiêu đứa mày không quen, mày nghĩ sao mày mới lớn mà mày đi quen nhỏ có chồng rồi chi vậy? Nói tới đó chắc là ảnh mở loa biết mình nghe rồi, cái anh kêu thôi mệt mới quá cái tắt máy. Cũng lâu sau cái anh nói thôi đi về nhà chơi đi, về nhà anh chơi đi, má anh hiền lắm. Không sao đâu, mình nghĩ trong bụng kêu bà nào mà không hiền, con trai của bà nào cũng kêu má mình hiền hết á, chứ đâu có bà nào là dữ đâu. Về thì mình cũng nói chung cái tâm lý là mình cũng đã có một đời chồng rồi, thì cũng làm dâu rồi, thành ra cái tâm lý là mình cũng biết là người ta cũng mưa mình đâu, thành ra cứ kệ mặc kệ, cứ buông á.
được cái là lúc đầu thì má không thích hay có thích thì mình không biết, nhưng mà không có có tỏ vẻ ra là mình hằn học hay mình ghét hay là mình biết là con đó nó có gia đình rồi mà bây giờ mình không ưa thì mình cứ nói thẳng ra hay gì hết. Nói chung là không có tỏ vẻ gì hết, nói chung thấy cũng dễ thở. Cô cảm giác là đây là một con dâu có cá tính không? Hồi mới gặp á, ba nó nói sao chưa cưới mà sao bà không kêu nó dậy lo cơm nước rồi hay là thứ gì vậy, tập lần đi. Rồi á, nó nói là thôi kệ nó đi ông ơi, nó lâu lâu nó về một bữa thì thôi cho nó ăn ngủ thoải mái đi, công việc mình hàng ngày mình làm mình cứ làm thì để nó con nó ngủ. Vì nó cứ ngủ miết trời là dậy xong nó thấy trời khoảng 9 giờ rồi. Con ơi dậy đi, con ăn cái gì má đi chợ mua nó cho con ăn. Dạ. Cái thường quá. Cái nhưng mà ăn xong ai rửa chén? Ăn xong rồi thì nó ra nó rửa. Nó rửa rồi là cái thôi con đi lên con chơi để bắt rửa cho. Cởi lên luôn. Lên luôn. Rồi. Từ đầu cuối má làm hết. Hay quá. Nó cũng vô tư. Má biểu sao là nghe vậy à? Không, nó thôi má cứ lên đi để cho con làm, không có. Nó thôi. Dạ không. Má biểu sao thì nghe. Con phải vô tư mà con cái về làm về dưới thì xài nước giếng mà lúc đầu mà lúc mà con về đó thì hình như là mới có máy bơm ở đây thôi, máy bơm lên thôi còn chưa hồi trùng sách tay đó, hồi đó thì sách tay mới đây thôi thì xách giếng lúc đó kéo kéo mình kéo, kéo 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 mình chẳng biết kéo sao hết trơn á, rồi bỏ cho má kéo luôn rồi thì má muốn làm gì. Trong lúc ở chung như vậy thì có những cái mâu thuẫn nó phát sinh ra không? Anh nghĩ rằng với một người cá tính như em mà nếu như mẹ mà không có nhường nhịn thì chắc cũng dễ có nhiều cái mâu thuẫn lắm á. Dạ mâu thuẫn thì không có mâu thuẫn á, nhưng mà có cái là như vậy nè, ví dụ như con á thì con coi giống như là mẹ ruột rồi. Mình nói gì hay làm gì mình không nghĩ, mình cứ nghĩ là mẹ mình, cứ nghĩ là người thân của mình là gì, không có nghĩ là mà má chồng nữa. Như lúc trước thì mình khép nép ăn nói hay là bất cứ cái gì á, là ý là mình cũng sợ. Còn bây giờ thì từ khi mà gặp được má thì mình thấy là không có gì kêu là khoảng cách. Đâm ra cái tính mình thì nó nóng tính, nhưng mà mình nghĩ đơn giản quá thì nói ra làm cho bà buồn. Thì thấy bà khóc thì mình cũng khóc theo. Nóng tính nhưng mà được cái là cũng nóng tính nha, cũng nóng quá coi nào nó la mẹ chồng không bác? Có la luôn. La luôn hả? La luôn. La sao? Nhiều lúc đó là thí dụ mình lau ở nhà à. Nó là lau ở nhà nó kêu má có đó nãy có cái đó mà chưa sạch, nó kêu chưa sạch tao lau lại đó. Thế mình nói sao trời, nó kêu thì đó thì má chưa sạch bây giờ má lau lại đi đó, nó là mình vậy á. Còn có vụ mà ví dụ giặt tả cho em bé thì mình đổ xà bông ra mình giặt 4 nước rồi cái bữa đó là sao không biết, nó cầm ra nó nói má ơi cái áo này cái khăn này hơi dơ, cái rồi nó tao sáng tao giặt mấy nước rồi mình sợ thôi dơ, chứ nghĩ thì cũng buồn. Nghĩ buồn, mình nghĩ là mình có 8 đứa cháu rồi mà mình giặt giũ thì mình lo cho con cho dâu cho con gái mình nữa mà sao là không đứa nào nó nói mình, sao bữa nay mình giặt đồ cho nó là nó nói mình dơ. Có khi nào dâu la rồi giận bỏ về không? Đó có chứ. Có luôn. Có luôn. Hồi đó giờ con nghe chuyện mà mẹ chồng la con dâu giận bỏ về. Lần đầu tiên mới nghe chuyện mà con dâu la mẹ chồng giận bỏ về. Lạ thiệt á. Tức là cô cái nói thôi, mày nói tao chơi rồi thôi để mày giặt đi. Bữa khác mày giặt tao không giặt nữa. Cái bắt đầu khách về. Về chứ kia thôi mày ở đây mà lo cho con cho cháu mà giờ con không ý con không ưng thì thôi má đi về. Cho nó nắm cái giỏ nó kéo lại, nó nói thôi má con lỡ lời thôi con xin lỗi má, thôi má ở lại với con đi má đừng có về. Ủa, khóc luôn. Khóc luôn, khóc lầm rầm luôn á. Cái có thằng chồng nó hơi nóng mà nó với chồng nó mỗi lần mà gây lộn là mình sợ mình nói là thôi con ơi má hồi nãy má nói vậy đó thôi bây giờ thôi má ở lại thôi má không khóc nữa. Mà lát nương lông nó về nữa thì con đừng có nói gì cũng chuyện gì không có xảy ra. Để là lỡ luôn hai vợ chồng nó qua nó lại. Mà nó nóng lên thằng kia cũng nóng là hai đứa đập đồ. Trời ơi. Đâm đâm luôn mình cũng sợ mình bị níu tim mà. Đó. Có nào nó đập đồ, hai chồng đập đồ trước mặt mình không? Có luôn. Ừ. Lúc đó cô dám cản không? Cô đứng vô, cô nhảy vô, cô đứng ngay cái chỗ đập. Thôi mày đập tao rồi đừng đập đồ. Đồ mày đập đi thì tụi bay phải sống thôi. Cái thôi giờ con thương má, ông cứ nói kêu thương, con thương má nhiều lắm. Nên thương má thì thôi con bớt. Bớt lại, bớt cái tính nóng lại. Má vô đây cũng vì con, vì cháu mới ở.
thì thấy vợ chồng hạnh phúc, nói chuyện đứa lớn đứa nhỏ, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, là có đó là hạnh phúc, điều má mong muốn nhất thì má sẽ ở lại cho tụi con, còn nếu mà tụi bay làm vậy thì tao đi về. Đồng nghiệp bà già quá rồi. Một cái chuyện hết sức là nhạy cảm đó là con riêng của em ở chung nhà đúng không? Dạ. Vậy thì cái chuyện mà chăm sóc con cái gì đó có đồng quan điểm hay không? Má con thì ở dưới quê, mỗi lần lên thì đa số là bà chăm đứa lớn, là đứa con riêng của em. Còn cái con bé mới đây thì nó mới được có 4 tháng. Nhưng mà có những cái như má góp ý thì có những cái hợp lý thì con vẫn theo. Còn có những cái nó không hợp lý thì con vẫn gạt ra, con vẫn nói là cái đó không được. Ví dụ như mình nói không được nhưng vẫn giải thích cho má là ừ như vậy không được, như kia không được. Cái tình cảm giữa hai bà cháu như thế nào? Bao giờ nó có xảy ra một điều gì không cô? Có một lần mẹ nó thường thường ở dưới, ba nó ở dưới hoài á, lo cái thể hình. Rồi chiều đó là cô phải có cái trách nhiệm là cho cháu ăn. Mà bữa đó cháu nó nghịch quá, nó kêu ăn cơm mà ăn cứ cái điện thoại với tivi dòm miết. Mới nói là thôi con lo con ăn cơm, đến rồi mẹ con lên mẹ con dắt con đi học. Nó không chịu bướng. Cái cô bây giờ cô cầm cái điện thoại lên cô dọa nó. Cô nói là không, con không ăn cơm thì bà nội điện cho cha với mẹ lên quýnh con. Nó nghịch quá, nó lấy điện thoại nó chọi bể luôn, bể cái màn hình luôn. Nó chọi xong rồi nó biết nghĩ, nó kêu bà nội con lỡ rồi. Thôi bà nội đừng có nói ba mẹ con nghe, con xin lỗi nội. Thì nói vừa xong là mẹ nó vừa vô. Mẹ nó vừa vô mẹ nó nói sao con khóc vậy. Nó kêu con đập điện thoại bà nội mà, con xin lỗi bà nội rồi bà mẹ. Nói ngay mẹ nó kêu sao vậy má. Thì vậy là cô cứ kể lại hết là sự tình như vậy đó. Cái bắt đầu tức quá, tức quá cái nó quýnh con nó. Nó quýnh con nó là mà mình thấy như vậy đó, quýnh con nó mình thấy đau lòng. Thôi nó lỡ rồi thì thôi thì bỏ đi. Nó quýnh quá cái nói nó không nghe cái tức quá cái đòi đi về luôn. Đôi khi mình đánh con mình trước mặt của mẹ chồng, giống như những người lớn tuổi người ta hay nói là một cái sự dằn mặt á. Dạ, đánh lại. Đánh lại thì nói chung cái hôm cái đợt đó đó là lúc đó là con cũng đang bầu thì lúc đó cũng rất là mệt nữa. Tối về đó thì nghe như vậy cũng tức. Rồi cái đánh nó, mà mình có cái là khi mà mình nói những cái gì mà mình là lúc mình đang bực bội á, là mình không bao giờ mình kiềm chế, mà mình không có nghĩ được lúc đó là mình nên xin lỗi hay gì hết. Thì mình bà kêu về thôi, cũng để cho bà về luôn. Mà rồi cái mẹ con vẫn vui, má vẫn hiểu là có cái tính của mình á là như vậy rồi, nên là rồi má cũng không có buồn. Rồi để xem chồng của em sẽ tâm sự gì với hai mẹ con nhé. Cái câu chuyện làm cho mình khó xử nhất là nhiều lúc thì về quê, hai chồng có nhiều lúc về quê chơi, anh em về nhà chơi thì cũng có mâu thuẫn với cãi lộn với anh chị. Lúc đó cũng có ba bà mẹ, mà em cũng thẳng thắn nói chuyện to tiếng với anh chị, làm cho mẹ với ba cũng buồn và anh cũng buồn lắm. Những lúc mẹ lên chơi á thì mẹ lên nấu cơm hay là làm gì bất cứ cái việc gì của mẹ với những cái gia đình mình á, nên em đừng có như mẹ cứ có sai làm sai hay cái sao á, thì em đừng có la mẹ hay gì á, cứ để cho mẹ mình cứ để im đi. Như những lúc mẹ nấu như nấu cơm nhão hay trái, nấu ăn hay quên nêm mẹ mình thì nhiều lúc cũng đôi khi chứ nhớ không còn hay không nhớ gì á. Những lúc con mẹ cứ có dạy thì em đừng có la mẹ đi, làm anh cũng khó xử cái chuyện đó nên anh cũng không dám, anh cũng không nói em. Nói chung là la, nó la thì nặng quá. Nói lớn tiếng không ạ? Nếu mà nó la thì tính nó sai. Tính còn này ví dụ như mà má nấu mà dở là hay nói trời ơi má nấu dở quá. Nói luôn vậy đó hả? Dạ, mình hay vậy. Hay là bữa nào mà má nấu cơm chưa sống á thì nói má nấu cơm có 9:30 à. Lúc mà con dâu nói vậy á, cô thấy sao? Hồi đó con buồn. Buồn ghê. Nấu cho má ăn mà chê quá à. Bữa khác nấu đi. Nói vậy rồi bữa sau cũng nấu thôi. Ê, bây giờ mình xem ông xã của em mong muốn thay đổi điều gì nha. Mình mong muốn vợ mình á đừng có lớn tiếng quá,
đừng có thẳng thắn rồi nói chuyện to tiếng với gia đình anh chị hay ai cũng vậy. Mong muốn em thì bớt cái tính nóng lại, hay la con, nói mẹ những câu nói khó nghe. Nhiều lúc mình muốn vợ về chơi với gia đình để cho nó sung túc nhau, mỗi lần về cũng không được vui. Nhiều lúc mình muốn về quê lắm để cho mẹ vui, mà nghĩ lại vợ về lúc nào cũng có chuyện hết, mình buồn cũng không, nhiều lúc nó không muốn về quê lắm. Còn mong muốn với con với mẹ là mong muốn mẹ hiểu dạ con nhiều hơn, tại dạ con có tính hay nói tính thẳng thắn nói thẳng, nên mẹ đừng có buồn. Mong mẹ hiểu hai vợ chồng con, và mong muốn cho mẹ lên sống chung với tụi con. Nhiều khi vợ chồng con mua gì cho mẹ ăn thì mẹ cứ ăn đi, mua đồ hay cái gì cho mẹ mặc hay sắm sửa cho mẹ thì mẹ cứ nhận đi, chứ đừng có tiết kiệm quá. Thì vợ chồng con giờ có điều kiện rồi, lo mẹ được ngày nào thì mẹ cứ hưởng ngày đó. Thấy ông chồng nói vậy á, em thấy thì sao? Dạ đúng. Đúng. Có muốn thay đổi gì không? Nói chung là cái tính thì hồi giờ đó là dạy rồi, cho nên muốn thay đổi liền chắc cũng khó. Nên quan trọng là từ từ, thứ nhất, thứ hai nữa cũng hiểu nhau thì nó dễ. Cũng biết là mình thẳng, mình nóng nhưng mình không có gì. Thành ra chính vì vậy mới được má thương. Nãy chồng có nói là nhiều khi muốn về quê lắm, nhưng sợ gì về quê nhiều khi em nóng tính quá xảy ra nhiều chuyện không hay gia đình. Thì cái điều này là nghĩ cũng phải thay đổi sớm, bởi vì lâu lâu phải về quê thăm ông bà, cha mẹ, rồi anh chị em, mà về thì nó gây ra chuyện đó, chồng không về luôn cũng tội nghiệp chồng, đúng không? Nói chung là mong á, má thì không có gì xấu, má tốt hoàn toàn hết. Nhưng mà như mà chị nói đó, là khi mà má lên á, mình mua sắm bất cứ gì ngon, từ đồ ăn cho tới quần áo, thì má hay tiết kiệm, không ăn hay là không mặc. Rồi ví dụ như có những cái tour du lịch đó là nó rất tốt để cho ba má đi nghỉ dưỡng, nó cũng không đi. Sao cô không đi cô? Đi sợ con nó tốn kém. Nó mua rồi mà. Nó mua rồi, lỡ rồi thì ngày la nó kêu lần này mới đi như lần khác con nó mua. Đi mình tốn kém, kêu thôi cái thời gian tiền bạc nó con để lại con lo sửa rồi cho em. Thôi, con cháu nó đủ điều kiện, nó cũng thể hiện cái tình cảm, cái tình thương của mình cũng đi không sao. Nếu mình không đủ điều kiện chắc nó không lo đâu. Ha, cô cũng nên đi để mình hưởng thụ tuổi già chứ. Cô có mong muốn điều gì với thay đổi con dâu mình không? Cô thì cô mong muốn, hồi nãy thì cô cũng đã nói rồi, mong muốn nhất á là một điều nhất á là cũng như vợ chồng nó ít cãi lộn lại, ít nói qua nói lại, là một bớt cái tính nóng lại, cũng như là bớt nói lớn á, nói là con người mình đàn bà mình con gái á, đi làm vợ thì mình phải nhỏ nhẹ, ăn nói cho nó giản dị á với chồng. Yeah. Đó là điều mong muốn nhất, rồi là nữa là cho vợ chồng được hạnh phúc. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thôi nãy giờ mẹ chồng nói vậy đó, em có hứa gì với mẹ không? Dạ hứa là sẽ thay đổi, nhưng mà chắc phải thời gian dài. Thôi hứa với con dâu với vợ chồng nó đi, nữa mình đi. Đi du lịch. Dạ đúng rồi. Dạ nghe má hứa là thôi giờ ba má cũng già rồi, thì con cứ đi tới đi ba má chơi luôn. Đó đúng rồi. Đó như vậy đó. Đó cái này con chuẩn bị lên. Dạ đúng rồi. Đã lên TV rồi hay là hứa cái gì là phải thực hiện. Đúng cái đó. Rồi. Hai mẹ con ôm nhau cái này nào. Hy vọng trong thời gian sớm nhất con dâu sẽ thay đổi bớt nóng tính đi. Thằng mẹ chồng thì nãy hứa rồi, đi chơi, chơi tới đâu mẹ đi chơi tới đó. Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Bác kiêng cử, ví dụ như là không có được uống nước đá, rồi không có được ăn đồ chua, hoặc là
không có được tắm, mà không có được ngồi đâu nữa. Trời ơi. Không được tắm bao lâu? Dạ một tháng. Trời ơi. Xin mời. Dạ, chào cô. Rồi, mời cô ngồi. Dạ. Dạ, mời chị ngồi. Chào cô, chào em. Bây giờ mình có thể giới thiệu với mình cho khán giả truyền hình được biết á. Chào MC Quỳnh Linh. Dạ. Chào MC Lê Lộc. Tôi tên Võ Thị Kim Liên, sinh 1966, sống ở tại Tây Ninh. Em chào MC Quỳnh Linh. Chào chị MC Lê Lộc. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Văn Châu. Em sinh năm 1988. Và quê của em là Bạc Liêu. Bạc Liêu, làm dâu Tây Ninh. Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ được 3 năm rồi. Những ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai mình á, cô có thích không? Hay là có ấn tượng gì không? Hay là không thích điều gì? Ngày đầu tiên con trai dẫn về. Dạ. Thấy bé này cũng dễ thương. Thì sống ở thành phố mà về đó thì cháu nó làm mình thấy cũng gọn gàng lắm. Mà ăn mặc rất là bình dân. Thấy ấn tượng liền hả? Cũng mới hỏi bạn gái của con, nó về nó về nó cho vậy chứ mà mày thấy như thường thường nó có giống như diễn trong cải lương không con? Ô chị là bên cải lương hả? Dạ. Sợ vậy á? Cũng sợ, cũng nói nhiều khi á nó diễn xuất vậy chứ, nhiều khi ngoài đời thì nó khác nữa. Cái ấn tượng đầu tiên của chị á dành cho mẹ chồng những ngày mà đầu gặp nhau á. Ấn tượng đầu tiên á thì trước khi được về nhà thì ông xã cũng đã nói rồi, ông Thánh nói là mẹ khó tánh lắm. Chứ mình cũng sợ sợ, chết mồ không biết khó tánh làm sao đây không biết nữa, giống như mấy bà già xưa không biết nữa. Cái xong cái về cái thấy lúc đó mẹ thì cũng im im, ít có nói lắm, tại vì chưa có thân chưa có quen, cái mẹ ít nói cái mình cũng sợ sợ. Nhưng mà khi mà ở lại chơi mấy ngày cái mẹ cũng tạo điều kiện cho mình nói, rồi hỏi thăm gia đình rồi này kia vậy đó, để tạo điều kiện cho mình nói chuyện rồi mình gần gũi với gia đình vậy đó, cho nên thấy mẹ cũng dễ gần mà đâu có gì đâu mà khó. Thì ngày đầu tiên dẫn về thì nói thì cô rất là thích, tại vì cái máu của cô nó cũng đam mê vậy. Ồ, thì mẹ chồng nàng dâu chắc có lẽ cũng có bao giờ hát chung chưa? Thỉnh thoảng. Đâu giờ mình vô mình làm bài song ca cho nó sơm tụ ấy. Song ca giữa mẹ chồng và nàng dâu. Bắt đầu. Như bức hòa tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò giọng đưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hàng lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa. Con nước rồng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn, thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Dạ. Quá. Hay quá. Vô cầu kể luôn cái coi. Vô cầu đi con. Nên con muốn mượn chút hương sen ngạt ngào bay trong gió, dâng đến mẹ yêu thương bằng cả trái tim. Hả? Thôi không. Được không? Thôi có nào dạy mẹ chồng hát cải lương không? Dạ cái đó thì con chưa có dám. Chưa dám thì chỉ mẹ chồng gì đâu, thường mà. Vậy mà hai mẹ chồng với thằng dâu hát chung lắm ha. Dạ. Có lẽ chắc cũng hợp. Không, dạ. Cũng hợp nhau về chuyện ca hát thôi. Còn nhiều chuyện còn cần phải nói nữa đúng không cô? Làm dâu sao cô? Nó giống như lúc đầu gặp mặt không? Những ngày làm dâu á, đầu tiên cũng giống luôn, giống như học ra gì diễn trong cải lương. Không phải diễn giờ là tốt rồi, sợ lúc đầu mấy ngày đầu về nó diễn tới chừng về làm dâu nó khác xa là mệt lắm ha. Đúng rồi, tại vì con để thấy là bà mẹ chồng hay định kiến con dâu làm trong nghệ thuật á, sợ là con mình sẽ bị khổ này kia nọ đó. Hai mẹ con hợp nhau về song ca rồi đó. Còn hợp về cái gì nữa không chị? Hai mẹ con hay chở nhau đi mua vải cho may đồ. Dâu nó cũng là thợ may. Ôi trời ơi, giỏi quá vậy. Dạ, dạy là dâu mai hay sao? Dâu mai. Chú hay quá nha. Tại vì có cái những điểm gì mà hai mẹ con không hợp với nhau không?
không hợp nhau thì chắc cũng có đó. Ví dụ như là khi mà sanh thằng bé ra thì lúc đó mới bắt đầu có những chuyện mà không hợp, nhưng mà cũng ít lắm. Ví dụ như là cái tánh của mình thì mình thích mua đồ cho con, đi ra chợ mà mình thấy đồ nào mà đẹp cái mình mua về cho con. Cái bởi vì cách khoảng chừng 3 ngày 4 ngày cái mình mua một lần. Cái hễ mỗi lần vậy cái bị mẹ la. Mẹ nói mau lớn dữ lắm, mua chi mà mua dữ vậy con, để mai mốt mà nó mặc chật uổng. Kiểu dạng như mẹ sợ mình tốn kém, với thêm cái là sợ cháu nó lớn nhanh quá, nhiều cái mua mà chưa có kịp mặc nữa là nó chật mất tiêu rồi. Cái mẹ la. Nhưng mà những cái lúc đó cái mình nghĩ không tới á, cái mình buồn, nói là sao mà mình mua rồi bị mẹ la như kỳ vậy. Mấy bà già xưa đó là hay mâu thuẫn với con dâu, cái chuyện mà sanh ở cử này kia đó, có bắt con dâu phải gọi là nằm than này kia hay gì không cô? Không, con không có nằm than nữa, con phải đắp trầu trên mặt á, phải hơ đắp lá trầu mặt cho mắt nó khỏi sưng. Đắp hoài đó hả? Trong vòng một tháng mà vẫn mười mấy ngày phải lên mới hơ lận. Con dâu nó cũng khó chịu, thằng nó cũng khó chịu chứ, tại từ giờ nó chưa có làm chuyện đó, nó nghe nó cũng ngột ngạt nữa. Thì lúc đầu nó cũng nghe lời mà không biết là trong lương tâm đó là nó có buồn mình không mình không biết, chứ mà nó cũng phải nghe. Tại vì nói là con người của con chúng, con sanh đẻ rồi con ra ngoài mà con xấu là không có thể lên sân khấu mà để hát ca nữa, mọi người ta cười. Thì con dâu nó sợ, không biết nó sợ nó làm hay là nó nghe lời mà nó làm đó, mình cũng không biết, mà nó vẫn làm. Rồi em phải làm hay là em có buồn điều gì khi mẹ ép mình? Sợ mẹ phải làm. Dạ cả hai. Tại vì em vừa sợ bị cái hậu sản sau này á, rồi một phần là do tại vì mình chưa có biết, cho nên là mẹ nói gì thì mình cứ nghe. Chứ mà em thắc mắc là những cái việc đó là như thế nào chị? Là giống như là khi mà ấy là có một cái lò than như vậy nè, cái xong cái đốt than lên, rồi xong cái lá trầu á, cái lá trầu không của mình á, cái để vô vậy nè cho nóng lá trầu không, mà sau đó cái hơ lên trên mặt, rồi hơ lên trên mắt để sau này cho nó đừng có bị sưng á. Rồi ngoài cái việc đó rồi mẹ còn phải bắt mình làm thêm cái gì trong lúc sinh nữa không? Có, mẹ bắt nhiều lắm. Mẹ bắt xong rồi mẹ bắt kiêng cử, ví dụ như là không có được uống nước đá, rồi không có được ăn đồ chua, hoặc là không có được tắm, mà không có được gội đầu nữa. Trời ơi. Không được tắm bao lâu? Dạ một tháng. Trời ơi. Vẫn xong. Nhưng mà vẫn xong. Không cho tắm tháng luôn. Vẫn tắm được chứ sao, lý do sao không tắm cô? Tại mình mới sanh dậy thì cái chân lông mình nó hở ra. Tắm trong cái nó thấm nước vô đúng không? Chứ mà hàng ngày vẫn xong rồi lao rồi nó vẫn sạch bình thường. Xong mồ hôi ra nó rít rít nó khó chịu lắm mà không tắm. Vừa lao nhá. Vậy em có bị áp lực không? Dạ, lúc đầu thì cũng cảm thấy khó chịu. Tại vì người ngọn mình nó không có được sạch sẽ. Nhưng mà mẹ nói là nếu như mà tắm nhiều quá thì nó sẽ bị sau này bị bệnh. Vì em cũng sợ sợ thôi, cái em ấy em nghe lời mẹ, nhưng mà ví dụ như mà những cái lúc nào em chịu hết nổi ha, lén gì đúng không? Em lén vô toilet cái em nhúng cái khăn vô, cái em dắt cho nó khô, cái em lao người em. Mẹ em kỹ lắm nha, mẹ em gình luôn á. Em ngồi trong đó mà hơi lâu một chút là mẹ hỏi chứ, Châu tắm hả Châu? Đâu có mẹ, con đâu có tắm, con đi toilet chứ con đâu có tắm. Mẹ chồng thương con dâu tới mức vậy luôn ha. Hai người có khi nào phát sinh một cái mâu thuẫn nào mà không giải quyết được không? Khó giải quyết không? Cũng có một hai cái chuyện nhỏ thôi, cũng như cái vấn đề đi mua sắm cho con mà lạ hoài vậy, đâu không giống có gì trơn. Chuyện mà nuôi con thế nào cũng xảy ra, con cháu nuôi thế nào cũng xảy ra chuyện đó hả? Thì nuôi con á thì bây giờ cháu nó được 22 tháng. Thì hai chồng hay đi lắm. Hai chồng hay đi làm mà vất vả, nhiều khi làm nghệ thuật mà ban đêm cũng vẫn đi ôm con theo. Nhiều khi ở dưới Vũng Tàu hay là ở trên Đà Lạt, hay là đi các nơi khá xa nữa cũng vẫn ôm con theo. Thì bà nội thì thương mà, nói bây giờ đem về cho mẹ nuôi. Thì thỉnh thoảng như làm ở xa ở Campuchia rồi thì đem về, xa quá đem về, còn gần ôm con theo hết trơn à, không cho mẹ giữ. Nói mẹ giữ cực, thứ nhất mẹ cực, thứ hai nữa nhớ con chịu không nổi. Không cho bà nội giữ, nội cũng nhớ cái cháu chứ bộ. Dạ cũng thử rồi đó, cũng thử gửi về cho mẹ khoảng chừng được nửa tháng là nhớ quá rồi cũng đi về xách lên à. Nếu cái gì mẹ không thích thì mẹ hay la lớn tiếng như lắm. Và Châu nghe được cái chuyện đó, Châu cũng rất là bỡ ngỡ. Rồi cái vấn đề
mà mình cảm thấy nó khó khăn nhất là vấn đề ở cử. Nó gây cho hai mẹ con một cái như là một cái sự khó chịu. Mẹ thì chăm sóc con cháu theo cái cách ở dưới quê, còn Châu thì đọc trên mạng trên đồi có những cái cách mà nó chăm sóc bà mẹ sau sinh nó hiện đại hơn đó. Hai người bị mâu thuẫn về cái vấn đề mà chăm sóc sau sinh như vậy. Con cãi nhau lớn tiếng nhưng mà cảm giác khó chịu, cảm giác như vợ không có thích cái việc đó và không có dám nói với mẹ, và Châu cảm giác như bị stress trong những cái ngày đầu sau sinh đó. Một cái vấn đề nữa đúng là sau khi sanh thì giữa mẹ chồng với nàng dâu là nó xảy ra nhiều cái bất cập. Mẹ chồng thì theo phong cách cái cách chăm sóc của những người ở dưới làng quê đó, nó đơn giản. Còn Châu thì mới sinh bé đầu tiên cho nên là cái kinh nghiệm nó vẫn còn rất là thiếu thốn, không biết cách nào để mà cho bé bú mà là không khóc nữa đó, thì xảy ra cáu gắt và thường hay la nạt bé. Lúc mà bé không ăn hoặc là ép dữ lắm không ăn thì bắt đầu gào khóc lên, thì cảm thấy khó chịu và nạt quát. Đó cũng là một cái tính mà xấu của Châu. Những lúc đó mình giận lắm, mẹ thấy vấn đề đó mà mẹ cũng không có đồng ý lắm. Lo con trước mặt mẹ chồng vậy sao em? Dạ đâu có đâu. Nó chồng em mới nói đó. Em gình gình la ở đâu mẹ ra mẹ xuất hiện bất tử. Xuất hiện bất tử luôn hả? Lúc con giận không? Thấy la cháu mình giận không? Không có giận mà và la lại con dâu. Phải la lại con dâu rồi. Em nó còn nhỏ lắm, nó còn biết gì đâu. Nếu con có muốn cho em ăn thì con cũng phải nhỏ nhẹ với em, chứ con nạt nộ em đâu ăn được. Thôi để đó mẹ. Chiêu cô là gì vậy cô? Nhiều khi con ngồi cô hát. Cô hát cho em bé nó nghe vậy đó. Tự ăn luôn. Chuyện chăm sóc á, chuyện mâu thuẫn mà cô thì cô muốn chăm sóc theo kiểu mà truyền thống của ông bà mình ngày xưa. Còn với Châu nữa, Châu muốn chăm sóc theo kiểu hiện đại mới thì cái chuyện đó có khi nào tranh cãi không cô? Không có tranh cãi. Nhiều khi cũng phạt ý. Cũng phạt ý con dâu. Mẹ chồng mới nói là con phải nghe lời mẹ. Để ra ngoài tháng rồi con muốn làm gì làm, chứ còn bây giờ trong tháng này để cho mẹ chăm sóc chứ. Nếu vậy thì mày buồn mày đi về, cũng ngoan ngoãn nghe lời. Chú có sợ vậy thôi chứ cũng lòng cũng tức đúng không? Vậy biết có tức không rồi, dạ, lòng mình cũng tức. Không dám tức. Em sao em lo gì? Có những cái ví dụ như là những cái giống như là trời thì rất là nóng mà em thì em muốn mở quạt, mà mẹ thì mẹ lại không cho mở quạt. Mẹ sợ là gió nhiều rồi em bị bệnh rồi không có cho mở quạt, mà em thì em rất là nóng mà em thấy là nó đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì xong rồi cái em cứ lén mở quạt. Em mở quạt lên cái tới chừng em nằm thiêu thiêu ngủ cái mẹ vô cái mẹ tắt quạt. Cái em hồi nóng quá cái mở quạt cái mẹ vô mẹ tắt nữa, mẹ làm hoài vậy đó. Tới sáng vậy đó. Tới sáng luôn vậy đó. Đúng á, mẹ cũng nghĩ đúng á. Nhưng mà cứ thổi quạt vài bé hoài bé cũng bị bệnh đó. Bệnh nên là mình có thể mình chịu khó mình quạt cho nó quay một thời gian ngắn thôi. Mấy lần sau em mở là em chĩa lên trên trời không à. Chứ mở không có chĩa xuống đất. Chĩa trời mở chi? Tại vì do cái hơi gió được rồi. Lên trời sao hơi đâu nó xuống dưới đây. Nó đụng trần nhà nó bạc xuống. Trời ơi. Hai mẹ con có cách nào dung hòa cái chuyện mà giữa truyền thống với hiện đại vậy không cô? Băng Châu thì thích vậy, chứ mà cô cũng làm theo ý của cô. Thì cô giải thích là sau này Băng Châu cũng hiểu được. Hiểu được và cũng nghe theo lời. Sợ trước công chúng, sợ xấu là phải ráng làm. Thôi được rồi, để xem ông xã của em muốn sự thay đổi gì giữa hai mẹ con nha. Mẹ có thể nào mẹ sửa được cái tật lớn tiếng của mẹ chút xíu được không? Những cái gì ví dụ như mình giận quá rồi thì mình có thể nói lại với con hoặc là với vợ con. Mong vợ thay đổi một chút xíu, đó là cái vấn đề chi tiêu. Mình mua quần mua áo sắm sửa này cho con là đúng, nhưng mà nó phải phù hợp và nó không có bị lãng phí. Thông qua chương trình thì con cũng xin được nói một cái lời này với mẹ và vợ. Mình không có thời gian để mà chia sẻ với nhau nó nhiều. Có gì không vừa ý nhau thì cứ nói thẳng với con và nói thẳng với vợ, để gia đình mình chia sẻ, thấy được cái sai và cái đúng trong đó, để mà cái tình cảm gia đình nó vẫn được như thế này và trở lên.
Cô có muốn sự thay đổi gì ở con dâu của mình hay không? Cô thấy bình thường chứ không có gì là không hợp hết. Chị có mong muốn mẹ chồng mình thay đổi điều gì đó không? Dạ thì con cũng mong muốn là mẹ mới mốt ví dụ như mẹ không vừa ý tụi con chuyện gì á, cái mẹ nói đi rồi xong tụi con sẽ sửa, chứ mẹ đừng có la. La cái làm tạo thêm áp lực nữa. Ví dụ như mà mơ mốt mà con mà có sanh thêm đứa nữa ha. Con vẫn chấp nhận ở cử, vẫn chấp nhận làm theo những cái, nhưng mà ví dụ như cái nào mà nó phản khoa học quá thì mẹ bớt chúng con. Ví dụ như ta không tắm tháng hả? Nó nói cho lố cho không tới đâu. Nó sợ nó tính vậy chứ còn đâu mà tới tháng. Rồi ta tính từng ngày, không có tắm nó khó chịu lắm chứ bộ. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn Linh. Em hứa điều gì để cho mẹ cho chồng có thể vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn? Dạ con hứa với mẹ là từ đây về sau á, ví dụ như con mà có muốn mua cái gì á thì con sẽ nhớ tới cái lời của mẹ, bớt lại. Cái để mà nếu không nghe lời mẹ, mẹ la to là giật mình rồi nha. Rồi mẹ có hứa gì với con dâu không? Rồi sau này sẽ nói nhỏ cho con dâu bớt sợ. Rồi hai mẹ con ôm nhau thế nào?